Vì một số tai nạn, tôi đã hoán đổi thân xác với người giàu nhất. Tôi sẽ làm việc này. Bạn có lo chuyện đứa trẻ ấy cư xử đúng không? Chỉ tiêu ít tiền còn con, anh hết đâu có bao nhiêu. Để trả lại cho trường học, tuyển sinh viên lương cao về làm việc. Chọn tôi. Đặc sản của bạn là gì? Tôi giỏi vẽ. Hãy đi chơi vui vẻ và đừng làm nhà trường xấu hổ nhé. Vẽ tốt và bạn được thuê. Lương tháng 15.000. Có thể xua đuổi tà ma. Mẹ ơi, tôi đã kiếm được việc. Tôi giỏi chơi game. Hãy đến công ty của tôi để lên kế hoạch cho tôi biết bạn muốn chơi trò chơi nào. Lương tháng là 20.000. Không phù hợp. Tôi có một ước mơ. Tôi hy vọng sẽ giành được cúp bóng đá cho trường của mình. Bạn có thể cho tôi một cái gì đó được. Thật cảm động, bạn phải ủng hộ trò chơi. Tôi sẽ tài trợ cho bạn và cho bạn 10 đồng đội. Ai còn có ước mơ? Tôi muốn trở thành nhân viên bảo vệ. Tôi phụ trách an ninh, lương tháng 30.000. Có ai muốn làm bảo vệ không? Tôi muốn làm nhà khoa học, muốn làm chủ, muốn trở thành phi hành gia. Tôi cũng có những ước mơ. Kéo đi. Và tôi cũng có ước mơ. Tôi cũng vậy. Tôi hy vọng tất cả trẻ em trên thế giới đều có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Tặng tất cả tài sản của tôi cho sinh viên có nhu cầu. Anh ấy không tiêu hết tiền. Đi nhanh. Tiền là của cải khi đến với những người cần nó. Bạn đã làm những gì tôi muốn nhưng lại không dám làm. Tôi ủng hộ bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu bạn quyên góp tất cả thì anh em bạn sẽ làm gì? Giúp tôi hẹn gặp người giàu thứ hai ở True Star và để tôi cho anh ta xem một đứa bé.